clip này không có dành cho bất cứ em nào mà đã kiếm được trường đại học mơ ước của mình. Em nào mà đã biết được tương lai sau này mình sẽ trở thành một người như thế nào, mình học một cái trường nào, những em đó không nên coi cái clip này. Tại vì clip này nó chỉ dành cho những em nào đang hoang mang, không biết là bây giờ em có nên tiếp tục học cái trường này nữa không? Em không có ưa gì cái ngành hút cầu tiêu này hết. Nhưng mà ba mẹ em nói dù sao mày cũng cố gắng học thêm. Mày học được 3 năm rồi, chỉ còn có 30 năm nữa thôi là mày tốt nghiệp được cái trường hút cầu tiêu này rồi. Tại vì cái mặt mày ngu như vậy thì chỉ có thể học trường này thôi. Dù sao cũng có cái bằng con ơi, cố gắng học cho có cái bằng đó, tụi muốn làm gì thì làm. Ok, vậy sau khi mày có cái bằng hút cầu tiêu này mày có thể đi hút hút phân cũng được, không phải là hút cầu tiêu, ok. Quan trọng là có cái bằng con ơi. Thì cái lời khuyên của tôi dành cho tất cả những em như vậy đó là nghỉ mẹ nó đi mấy đứa, nghỉ liền, nghỉ ngay lập tức đi, đừng có một khúc giây nào học cái trường đó nữa hết á. Tại vì anh nói mấy em nghe nè, mấy em đúng là học xong cái trường đó mấy em sẽ có cái bằng, nhưng cái bằng đó là cái bằng mấy em ghét của một cái ngành mấy em không ưa. Thì cái cửa nào mấy em cạnh tranh với những đứa sinh ra là để làm cái nghề đó hả? Những đứa mà nó ưa thích, chẳng hạn như nó ưa thích nghề hút cầu tiêu thì cả cuộc đời của nó đã có đủ khả năng làm cái nghề đó rồi. Thì không có cửa nào mấy đứa cạnh tranh được với những đứa mà có niềm đam mê hút cầu tiêu, học trường hút cầu tiêu, tốt nghiệp hạng U hút cầu tiêu. Mấy đứa chỉ có một cái bằng hút cầu tiêu, theo nghĩa là có cái bằng đó và không có gì khác, không thích cái đó thì làm sao mà chơi lại với mấy đứa đó hả? Vô thấy cái cầu tiêu chưa kịp làm gì là tụi nó hút sạch sẽ rồi. Lúc đó không có cửa nào mà giành lại đâu, nghe chưa? Nghỉ liền, nghỉ ngay cho tôi. Tại vì cái quan trọng khi đi học bất cứ một ngành nào á, nó không phải là cái bằng mà nó là kiến thức. Cái kiến thức nè, cái đó là cái quan trọng nhất mà hình như cái nền giáo dục của mình đéo có quan tâm thì phải. Cái kiến thức nó quan trọng chứ không phải là cái bằng, không phải là cái điểm số. Ok, những cái đó nó không có nói lên được một cái gì hết, ngoại trừ một đứa nó đã có đi học và nó có làm được bài. Tại vì nhiều đứa nó giỏi là nó giỏi học chứ không phải là nó giỏi tích thu kiến thức. Đó là lý do vì sao có nhiều nước mình đã có nhiều ông tiến sĩ nông nghiệp, nhưng những người có những sáng chế ở trong ngành nông nghiệp hay là những ông mà chế ra được máy bay hay gì là người nông dân. Bởi vì người ta có kiến thức, người ta vận dụng vô cái người ta cần làm chứ không phải người ta có cái bằng. Ok, cái quan trọng là cái đó. Thành ra bây giờ mà bỏ thời gian để học một cái ngành mình không hề có một chút vì yêu thích, chỉ để có một cái bằng của ngành đó, là không những không có một chút xíu kiến thức nào, mà quan trọng nhất là còn tiêu phí thời gian nữa. Mà thời gian trên cuộc đời này qua đi không bao giờ lấy lại được. Mình sống tới 20 tuổi là mình đã sống tới 20 tuổi, mình không thể nào mà mình sống lại cái năm 18 tuổi, tuổi trăng tròn mặt đẹp tựa thiên nga, không hề, đã qua rồi là qua luôn, không bao giờ quay trở lại nữa. Thành ra cho dù mình đã có học 3 năm cái ngành mình không thích một chút xíu này, nhưng hôm nay mình coi được cái clip của anh Dưa Leo Thanh Lịch vô địch khắp vũ trụ, mình hiểu ra rồi thì mình nghĩ mẹ nó, đừng có đi học nữa, đừng có tốn một chút xíu thời gian nào cho cái ngành mình không thích nữa. Tại vì thời gian đó mình để mình làm việc mình thích. Có người người ta nói á, nếu mà bạn biết ngày mai bạn chết thì hôm nay bạn sẽ sống như thế nào. Nếu mình biết ngày mai mình chết, có bao giờ hôm nay mình tiếp tục đi học cái ngành hút cầu tiêu mình không hề ưa thích một chút xíu nào không? Không hề. Nếu mình biết mà ngày mai mà mình chết thì hôm nay mình tụt quần, mình chạy đường kiếm nhỏ nào đẹp, mình hiếp đứa con đó, hiểu chưa? Dĩ nhiên là cái bài học ở đây không có phải là nói về cái chuyện hãm hiếp, mà cái bài học ở đây là phải sống hết mình, sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình còn trên cõi đời này. Cho nên mình còn trên cõi đời này, mình muốn làm chuyện mình thích thì tự nhiên mình đi làm cái chuyện mà mình không thích thì làm con mẹ gì, để có một tờ giấy sau này chùi đích cũng không được, đúng không? Cái bằng á, bằng đại học nó không thể chùi đích được mấy bạn ơi. Trời đất ơi, cái bằng đó hả, nó in miếng, in vỏ mica, cái đó hả nhét vô một phát á là nó cứa đứt luôn chứ đừng có nói, một hồi là trầy đích luôn, giúp mẹ nó đi. Không quan trọng cái bằng đại học, một quan trọng là cái kiến thức ở trong đầu, nghe chưa? Cái kiến thức đó nó mới quan trọng. Có người hỏi, ủa em không đi học sao em có kiến thức? Ủa, cái kiến thức đó nó đâu có cần phải đi học đâu em. Nhiều người cứ suy nghĩ là phải có đi tới trường thì mới gọi là đi học, tầm bậy tầm xàm hết chỗ nói. Nhiều kiến thức của mình ở trong cuộc đầu mình nè,
những thứ mình biết, chẳng hạn như mình biết dành dây leo nè, mình biết lên mạng, mình biết online, mình biết đủ thứ, cái đó có cái trường nào nó dạy mình không? Không hề, mình chỉ cần mình lên internet thôi, mình có cái máy vi tính thôi. Đó là một phát minh vô cùng vĩ đại của loài người. Bây giờ các bạn nói thiệt, trên internet cái gì cũng có hết, bạn muốn học cái gì bạn học được cái đó, không có cái gì mà ngăn bạn lại hết, không có cần phải đi vô bất cứ một cái trường nào hết, thậm chí trong trường dạy chưa chắc bằng trên mạng dạy chứ đừng có nói. Thiệt đó, cái của tôi nè, tôi học nghề nè, diễn viên hài độc thoại, tôi học hài độc thoại là tôi coi trên internet, tôi mua sách từ nước ngoài về tôi nghiên cứu, chứ ở Việt Nam làm gì có ông thầy nào dạy hài độc thoại. Tôi á, nếu có, tôi là người dạy cái môn đó đây nè, chỉ có một mình tôi có tư cách dạy môn đó thôi. Nhưng mà tôi nói thiệt mấy bạn, chỉ cần coi trên mạng thôi là cũng quá đủ rồi. Thế nào ở đây cũng có mấy đứa nhào nhào giơ tay à, trên mạng kiến thức nhưng mà không chuẩn nghe chưa, như vậy là không được nghe chưa, không có ai mà chứng nhận được nghe chưa, mới được nghe chưa. Thì đồ ngu, chuẩn để làm cái gì, chứng nhận để làm cái gì, cái quan trọng là cái năng lực của mình vận dụng cái kiến thức đó được tới đâu, chứ không có phải là có một ai đó phải chấm mình, hiểu không? Tôi nè, có ai chấm tôi là cái hài độc thoại của anh này nó phải như vậy, nó phải như kia không? Tôi không có cần. Cái tôi làm là tôi làm nên ai nhìn vô cũng biết tôi là diễn viên hài độc thoại. Tôi không có đi học cái trường nào hết. Và bây giờ tôi có một cái channel, và có rất nhiều bạn vô coi clip của tôi. Đó là thành công từ cái kiến thức mà đến từ sự quyết tâm học hỏi của mình. Nhiều đó đủ rồi. Không có cần bằng cấp. Bằng cấp chỉ cần khi nào mà ở những cái chỗ mà những cậu cần bằng cấp để cầm cho vui thì nói thiệt mấy bạn, đi mua bằng cũng có đó, chứ đừng có nói cái gì mua nhà mua cũng được hết trơn. Nhưng quan trọng là cái kiến thức ở trong đầu nè. Nếu bây giờ tôi có cái bằng diễn hài độc thoại mà tôi lên tôi nói đéo ai thấy mắc cười, thì lúc đó cái bằng đó nó có ý nghĩa gì không? Không hề. Các bạn nên nhớ, kiến thức có thể học mọi chỗ, không nhất thiết phải vô trường. Và đừng tốn thời gian để theo đuổi học một ngành học mà mình không hề có một chút xíu nào quan tâm đối với cái ngành đó. Chỉ đó là một cái sự tiêu phí thời gian và tiền bạc vô cùng tận. Nói tới đây nhiều người lại nói, nhưng mà không có được anh ơi, em mà bây giờ em nghỉ thì ba mẹ em không có cho em tiền. Ba mẹ nói em mày phải học cái ngành hút cầu tiêu này tao mới cho mày tiền học, còn không á thì mày tự hút cầu tiêu mà kiếm tiền đi học đi. Thì có làm sao đâu. Mấy bạn muốn học cái gì bây giờ mấy bạn tự kiếm tiền đi. Kiếm tiền cũng là một kỹ năng cần phải học đó mấy bạn ơi. Trên đời này tiền nó không có tự động nó rớt xuống người mình. Chỉ có ba má mày leo lên tầng 2 xong thả tiền rớt xuống trúng người mình thôi. Lúc đó là cho mình vui thôi, chứ thiệt sự là tiền bạc là phải kiếm. Mà nói thiệt với mấy bạn á, trong quá trình mà mấy bạn mà đi kiếm tiền á, thực ra cái mục đích chính á của cuộc đời này cũng là cái gì, đi kiếm tiền để mà sống đúng không? Thì bây giờ mấy bạn muốn học cái gì mà bạn đi kiếm tiền để đi học cái đó. Nhiều khi trong quá trình đi kiếm tiền các bạn mới phát hiện là mình thích kiếm tiền hơn là mình thích học. Nhưng mà như vậy, ngay cả khi lúc đó là các bạn cũng đã học được một chuyện, là các bạn học được cách kiếm tiền rồi đó. Hãy dùng cái thời gian đó làm những cái mình yêu thích thì tốt hơn là dùng thời gian đó chỉ để có một mảnh giấy mà suốt cuộc đời bạn sẽ không dùng làm gì hết. Như tôi học trường đại học kinh tế, tôi tốt nghiệp là ngành ngoại thương, khoa thương mại du lịch của trường đại học kinh tế. Tôi tốt nghiệp loại khá. Cái bây giờ cái bằng đó của tôi dục ở đâu tôi đéo quan tâm, tại vì nó không giúp ích gì được cho tôi hết. Và khi bây giờ nếu mà có đi xin việc tôi cũng không thần dùng cái bằng đó nữa. Mà thực ra thì tất cả những người mà kêu tôi làm việc đó đều không bao giờ cần tôi phải đưa cái bằng đó hết trơn. Ta chỉ biết giờ leo rồi, tiền nè anh lấy xài giùm tôi đi, tiền nè điện thoại lên chụp hình giùm tôi đi, rồi nè máy rồi tập lum này kia nè. Tôi không có cần cái bằng đó. Thì các bạn cũng có thể làm như vậy được. Nếu các bạn học những thứ các bạn muốn học, bỏ đi những thứ các bạn không cần phải học, học thì học internet thoải mái. Còn nếu không có tiền thì tự tìm cách để kiếm ra cái tiền đó. Tại vì quan trọng một con người là tự kiếm được tiền, tự nuôi sống được bản thân. Cái đó là quan trọng á, chứ không có phải là những cái tờ giấy mà chứng tỏ là mình đã từng đi học ở một cái trường mà mình đéo thích như vậy. Không hề, những cái đó không quan trọng. Quan trọng là kiến thức, và quan trọng là quyết tâm. Cái quyết tâm đó nó quan trọng lắm, nó cực kỳ quan trọng. Nhiều bạn á cứ nghĩ là vậy nè, giống như tôi kể một cái câu chuyện này nha. Nhiều người hay hỏi tôi, anh ơi sao nói tiếng Anh hay dữ vậy, sao nói tiếng Anh mà đẹp trai quá vậy, sao nói tiếng Anh mà thanh lịch vô địch khắp vũ trụ quá vậy anh.
có cái trường nào mà dạy tiếng Anh hay như vậy không, chỉ cho em với. Thì nói thiệt á, mấy bạn mà nghĩ tới cái trường nào mà học mà giỏi hay á, là ngay lập tức là các bạn sẽ không giỏi được tiếng Anh rồi. Tại vì muốn giỏi tiếng Anh, cái quan trọng không phải là cái trường mà là cái quyết tâm của bản thân mình. Cái quyết tâm của mình nó quan trọng nè. Tôi chưa hề đi học ở một cái trường nào dạy tiếng Anh hết trơn. Tất cả những gì tiếng Anh mà tôi biết là học là nhờ qua game, nhờ qua nhạc, rồi nhờ qua phim, nhờ qua sách. Những cái đó tôi tự học hết trơn, không cần tới một cái trường nào hết. Tôi cũng có một con nhỏ bạn như vậy, tôi kể các bạn rồi đó. Trong vòng một năm, nó từ một đứa không hề biết tiếng Anh gì, mà một năm đó nó liên tục, nó đi ra Vạn Ngũ Lão, ra chợ Phố Tây, nó nói chuyện với người nước ngoài, nó đọc sách tiếng Anh mà dù nó chưa hiểu, rồi nó nghe chương trình tiếng Anh mà dù nó không hiểu. Thì chỉ qua một năm thôi là nó có ngay một ông chồng Tây. Trời ơi, đó là một thành quả vô cùng quan trọng. Tại vì nó đẹp đúng không? Các bạn không đẹp thì thôi, các bạn với lại các bạn con trai cũng chưa chắc các bạn có chồng Tây đâu. Nhưng mà cái quan trọng là quyết tâm. Tôi nói một hồi nó nghe nó có hơi lung tung, nhưng mà tóm lại là nghĩ mẹ nó đi, đừng có đi học cái ngành mà mình không thích nữa. Và thứ hai, muốn học cái gì thì cứ học internet là quá đủ rồi. Không, không phải là quá đủ, nhưng mà các bạn nghiên cứu trên internet, các bạn sẽ biết mình sẽ cần phải đi đâu nữa. Tại vì có nhiều trường quả thật thì cũng cần phải học ở trong trường thiệt, tại nó có nhiều thứ dụng cụ quan trọng hơn. Nhưng cái quan trọng đó là quyết tâm. Mình học ở đâu cũng được hết trơn á. Cuộc đời này là một trường học vĩ độ, vĩ đại khổng lồ. Nói vĩ độ thì ghê quá. Một trường học vĩ đại khổng lồ. Và cái trường học này nó hay nhất á là nó không có thầy giáo, nó không có biết ai là bạn học chung với mình, nó không có bài test, không có bài kiểm tra. Nhưng thành quả của nó có thể nhìn thấy tận mắt tận tay. Giống như tôi, đâu có ai kiểm tra tôi có phải diễn hài, tôi diễn hài có hay hay không, chỉ cần tôi đi diễn thôi. Đi diễn mà nhìn xuống dưới không có một móng khán giả là biết ngay bữa hôm đó là có đứa nào chơi tôi, hoặc là tôi nhìn lộn ngày rồi ha. Chứ không phải là tại tôi dở, ok? Tôi không có hài dở cái chứ, ok, nói tôi dở đi. Tôi mà đi diễn tôi nhìn xuống dưới, tôi diễn mà khán giả cười vào là tôi biết tôi đã làm đúng. Còn nếu tôi diễn mà khán giả không cười một chút xíu nào hết là tại micro thôi. Nói không có nghe, đứa nào chỉnh giùm micro của tao được không? Điều quan trọng là do mình, do quyết tâm của mình. Mình muốn học là mình sẽ học được. Và mình không có việc gì phải dùng thời gian trong cuộc đời của mình để mà mình học những thứ mình không thích hết, chỉ vì một cái tấm giấy lộn, một cái bằng. Và là cái bằng nó lại ở ngay trong một cái nền giáo dục Việt Nam nữa chứ. Dẹp đi, ok. Đó là lời khuyên của tôi. Quan trọng là kiến thức, quan trọng là quyết tâm, không phải là cái bằng. Ok.